tung ra đội hình siêu kiểm soát với hàng loạt chân truyền xuất sắc trải cả ba tuyến như Rodri, Busquets, Pedri, Asensio và Olmo. Tây Ban Nha chủ động tràn lên dồn ép đối phương từ sớm. Các học trò của Enrique liên tục truyền bóng phối hợp qua lại như đá tập. Chỉ trong khoảng thời gian từ phút 11 tới 21, họ đã có được lợi thế hai bàn dẫn trước do công của Dani Olmo và Marco Asensio. Cả hai bàn thắng đều diễn ra từ một kịch bản, đó là dồn bóng sang cánh trái rồi bất ngờ đánh vào trung lộ. Tới phút 31, cách biệt đã là 3 bàn sau bàn thắng trên chấm penalty của Ferran Torres. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục đá thông dong và không cho đối phương chơi bóng. Phút 53, Ferran Torres hoàn thành cú đúp với pha dứt điểm góc gần. Với lợi thế không thể sang lấp, huấn luyện viên Aric rút dần các trụ cột ra nghỉ dưỡng sức và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Cuối trận, La Rosa có thêm 3 bàn thắng từ siêu phẩm vô lê má ngoài của Gavi ở phút 74 và 2 pha lập công liên tiếp của Soler và Morata ở các phút 89 và 90. Tỷ số 7-0 cũng được bảo toàn đến cuối trận. Đây cũng là trận thắng đậm nhất tính từ đầu World Cup 2022. Kết quả này giúp Tây Ban Nha leo lên đầu bảng E với hiệu số cộng 7, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp khi mà trước đó đối thủ chính của họ là Đức đã bất ngờ để thua 1-2 trước Nhật Bản. Trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại bảng E World Cup năm nay, đội tuyển Đức được đánh giá cao hơn hẳn đội tuyển Nhật Bản. Sự chênh lệch về đẳng cấp và lực lượng khiến không nhiều người nghĩ về một cơn địa chấn khác cho bóng đá châu Á. Trên thực tế, Müller và các đồng đội đã tạo ra một thế trận trên cơ hoàn toàn so với đối thủ. Thậm chí đoàn quân huấn luyện viên Hansi Flick đã có bàn dẫn trước nhờ bàn thắng của Gundogan trên chấm phạt đền phút 33. Thế nhưng mà khi hiệp 2 bắt đầu, những chứng minh Samurai đã vùng lên và có liên tiếp hai bàn thắng ở các phút 75 và 84 nhờ công của Duan và Asano. Những phút còn lại của trận đấu, dù rất nỗ lực, tuy nhiên đội tuyển Đức đã không thể tìm kiếm bàn gỡ hòa. Sau đây là kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác. Mới đây trong buổi phỏng vấn trước trận đấu của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022, Bruno Fernandes đã làm rõ rằng anh không cảm thấy khó chịu khi chơi bên cạnh Ronaldo sau những gì đã xảy ra ở Old Trafford. Số 8 của đội chủ sân Old Trafford khẳng định anh và mọi người phải tôn trọng quyết định của người đồng đội cũ. Fernandes lên tiếng, tôi không cảm thấy khó chịu, tôi không đứng về một bên nào cả. Được chơi trong đội tuyển quốc gia với Ronaldo là một đặc ân và việc chơi với anh tại câu lạc bộ đó là một giấc mơ trở thành sự thật. Tôi đã luôn nói điều đó. Cristiano luôn là nguồn cảm hứng cho tôi. Đó là một giấc mơ, nhưng mà chúng ta biết không có gì là tồn tại mãi mãi. Và bây giờ, Cristiano đã đưa ra quyết định cho cuộc đời, sự nghiệp của anh ấy và chúng tôi phải tôn trọng. Theo thông tin mới nhất được cập nhật bởi Daily Mail, Harry Kane không gặp vấn đề nghiêm trọng ở mắt cá chân phải. Kết quả được công bố sau buổi kiểm tra kỹ lưỡng. Theo Daily Mail, tiền đạo Tottenham Hotspur có khả năng kịp hồi phục và ra sân ở màn chạm trán giữa Anh và Mỹ sắp tới. Sự trở lại của Kane mang đến sự bổ sung hữu ích cho đoàn quân Gareth Southgate. Ngôi sao sinh năm 1993 được xem là cây săn bàn chủ lực của Tam Sư. Sau 76 lần ra sân, Kane đóng góp 51 bàn thắng, đứng thứ hai trong danh sách các cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử đội nhà sau Wayne Rooney. Ở trận đấu ra quân tại bảng B World Cup năm nay, Kane đóng góp cú đúp kiến tạo khi anh hủy diệt Iran với tỷ số chung cuộc 6-2. Nhiều nhà chuyên môn nhận định Tam Sư sẽ có cơ hội lớn giành chức vô địch thế giới nếu Kane chơi sung sức. Theo báo cáo từ Defensa Centro dẫn nguồn bởi The Hard Tackle, Bukayo Saka hiện đã xuất hiện trên radar của Real Madrid. Được biết, đương kim vô địch La Liga đang theo dõi sát sao quá trình phát triển của báu vật người Anh, đặc biệt là trong bối cảnh Saka vẫn chưa tiến hành gia hạn hợp đồng với Arsenal. Dù khởi đầu không thực sự tốt, Saka rốt cuộc vẫn đang trải qua một mùa giải đầy ấn tượng. Sau 27 lần ra sân, chân sút người Anh đã đóng góp đến 7 bàn thắng và 7 pha kiến tạo, đồng thời ghi dấu ấn mạnh mẽ tại kỳ World Cup 2022 bằng một cú đúp vào lưới tuyển Iran trong trận ra quân. Về phía Real Madrid, họ đang có nhu cầu nâng cấp lại hàng công
Trong bối cảnh tương lai của Eden Hazard và cả Marco Asensio đều đang rơi vào tình trạng bất ổn, và Saka sẽ là một sự nâng cấp đáng giá so với hai cái tên này nếu anh vẫn có thể duy trì được phong độ ấn tượng khi chuyển đến Bernabeu. Dù vậy, hiển nhiên Arsenal cũng sẽ làm mọi cách có thể để giữ chân tài năng sáng giá bậc nhất của mình, và đồng thời pháo thủ cũng tin rằng họ có thể sớm trói chân Saka bằng một bản hợp đồng mới. Gần đây, nhiều nguồn tin cho thấy bản thân Saka cũng đã sẵn sàng gắn bó lâu dài với Arsenal. Dù đang có được sự ổn định nơi trung tâm hàng tiền vệ nhờ sự góp mặt của bộ đôi Granit Xhaka và Thomas Partey, tuy nhiên Arsenal vẫn chưa có được một phương án dự phòng đủ chất lượng cho hai cái tên này. Chính vì lẽ đó, họ dự định sẽ bắt tay vào kế hoạch tăng cường chiều sâu ngay trong phiên chợ đông. Theo nguồn tin từ Fisheye, pháo thủ đang cân nhắc chiêu mộ tiền vệ Lucas Paqueta bên phía West Ham United. Cầu thủ người Brazil chỉ mới chuyển đến London Stadium hồi hè với mức phí lên đến 42 triệu euro. Tuy nhiên, lối chơi hoa mỹ của anh đã gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với chiến thuật mà David Moyes đề ra. Chính vì vậy, Arsenal muốn tìm kiếm cơ hội tiếp cận Paqueta để đưa ngôi sao 25 tuổi về Emirates. Bóng đá kết nối niềm đam mê thúc cầu.